Chiều tối ngày 23 tháng 9, tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ xuất hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến có mang theo hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao tự chế, ống tiếp sắt chuẩn bị đánh nhau. Nhận thấy tình phức tạp, công an huyện Long Hồ đã truy bắt hai nhóm thanh niên này. Thấy công an xuất hiện, các thanh niên lên xe gắn máy tẩu thoát, riêng đối tượng Nguyễn Hữu Huy 23 tuổi ở xã Mỹ An, huyện Mang Thít bị bắt. Hung khí thu được do các thanh niên mang theo. Việc phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời vụ việc không để lại hậu quả nghiêm trọng của công an huyện Long Hồ được nhân dân địa phương đánh giá cao. Hiện nay công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra để bắt các đối tượng còn lại.